Quý vị vừa lắng nghe lời chúc Tết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ là những lời chúc tốt lành cho năm Canh Tý 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các chuyên gia, công dân nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và những công dân Bà Rịa Vũng Tàu đang sống và làm việc ở mọi nơi. Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến, mừng năm mới 2020 và đón Tết cổ truyền dân tộc năm Canh Tý. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thân ái gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, bà con quê hương Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài, các doanh nghiệp, các chuyên gia, công nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thưa toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, năm 2019 là năm thứ tư, năm tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Mặc dù tình hình kinh tế của tỉnh trong năm còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá. GRDP đạt 7,65%, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý là thu ngân sách nội địa, các lĩnh vực khai thác cảng biển, phát triển du lịch, thu hút đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối tiếp tục được đầu tư, cải thiện và phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo. Chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, chăm lo. Chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các địa phương bạn, các tổ chức trong nước và quốc tế, bà con quê hương Bà Rịa Vũng Tàu trong nước và nước ngoài đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Năm 2020 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thống nhất ý chí, hành động, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tăng cường các giải pháp, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 5 năm 2016-2020, xây dựng quê hương Bà Rịa Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 và nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, trước thềm năm mới 2020 và xuân Canh Tý, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thân ái gửi đến các bậc lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh,
Bà con quê hương Bà Rịa Vũng Tàu đang sinh sống và làm việc trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài, cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, chuyên gia, công nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại địa phương, bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc năm mới thắng lợi mới. Thưa quý vị, chúng ta đang ở những thời khắc đầu tiên của năm Canh Tý 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt trong thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6. Đón chào năm mới, đón nhận thêm nhiều tin yêu, hy vọng và cả những kỳ vọng tốt đẹp. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng kính chúc quý khán giả gần xa nhiều sức khỏe, thành công trong hành trình năm 2020.